mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo thật các con, người giàu có thật khó mà vào nước trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: Vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ Phê-tô thưa người rằng: Này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Thầy bảo thật các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Suy niệm: Giáo hội của người nghèo, ưu tiên phục vụ người nghèo. Đó là những khẩu hiệu đã trở thành thời trang trong giáo hội kể từ vài thập niên qua. Bất cứ ai có ý thức về công bằng xã hội hoặc đôi chút chăn trở về giáo hội trong thế giới ngày nay cũng đều thốt lên những khẩu hiệu ấy. Nhưng giáo hội có thực sự là giáo hội của đại đa số dân nghèo khổ chưa? Sự hiện diện của người nghèo quả là một thách đố lớn cho giáo hội. Ngày nay, tiếng kêu than của họ luôn là một nhắc nhớ cho giáo hội về bản chất và sứ mệnh của mình trong thế giới. Cuộc trở lại của Hoàng đế Constantinople vào thế kỷ thứ tư đã chấm dứt những cuộc bách hại đẫm máu và đã biến Tây Phương thành thế giới Kitô giáo. Nhưng không chừng đã làm giáo hội quên đi bản chất đích thực của mình. Sự tương nhập giữa thế quyền và giáo quyền đã biến giáo hội thành một thế lực chính trị, và các vị lãnh đạo giáo hội thành những vua chúa trần gian. Nhiều người đã có lý để nói rằng nhờ những lay động của Karl Marx mà giáo hội đã lắng nghe được tiếng kêu than của người nghèo, đồng thời ý thức được vai trò và sứ mệnh của mình trong thế giới ngày nay. Ngay từ khi mới khai sinh, Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã ý thức được vấn đề ấy. Tin mừng hôm nay là một phản ánh về những trăn trở của Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Cách riêng Cộng đoàn Jerusalem là cộng đoàn gồm toàn những người nghèo trong xã hội thời bấy giờ. Đọc lại giáo huấn của Chúa Giêsu về thái độ của Kitô hữu đối với tiền bạc của cải, Cộng đoàn tiên khởi đặt lại vấn đề về sự hiện diện của người giàu trong giáo hội. Theo quan điểm quen thuộc của người Do Thái, thì sự giàu sang phú quý là một chúc lành của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đánh đổ quan điểm sai lầm ấy khi nói rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, và rằng sự nghèo khó là điều kiện thiết yếu để vào nước trời. Giáo hội của người nghèo, điều đó có nghĩa là trước tiên tất cả những ai thuộc về giáo hội đều phải có tinh thần nghèo khó đích thực. Họ phải sống phó thác và quảng đại chia sẻ cho nhau.
Các Kitô hữu tiên khởi đã hiểu được điều ấy. Họ để chung của cải lại, chia sẻ với nhau và yêu thương đùm bọc nhau trong cùng một gia đình. Giáo hội của người nghèo, điều đó cũng có nghĩa là các tín hữu phải lấy sự phục vụ người nghèo làm ưu tiên hàng đầu. Bản sắc của người Kitô hữu do đó được xác nhận bằng chính tương quan với người nghèo. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại cách sống đạo của chúng ta. Thách đố của giáo hội hiện nay cũng chính là thách đố của mỗi người chúng ta. Nếu những người cùng khổ chưa phải là thao thức trăn trở của chúng ta, thì có lẽ chúng ta còn quá xa với giáo hội Chúa Kitô. Nếu cuộc sống chúng ta chưa phải là một cuộc sống liên đới chia sẻ với người khốn khổ, thì có lẽ chúng ta chỉ là những Kitô hữu danh vô thực.